Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao and Baguette, 714-617-5611. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng, và trở lại phần cuối của chương trình thì chúng tôi rất may mắn để có cơ hội gặp được luật sư Nguyễn Quốc Lân và nghị viên Tài Đỗ. Hai vị đều là những vị dân cử mà có thể nói rất quen thuộc với cộng đồng người Việt của chúng ta. Chúng ta nói đến một trong những sự kiện mà chắc là Nhi Huyền muốn đặt cái vấn đề này với hai vị, phải không thưa Nhi Huyền? Dạ, em có câu hỏi cho nghị viên Tài Đỗ và luật sư Nguyễn Quốc Lân. Then, cái về vấn đề xây dựng Hoàng Sa thì cái tượng đài á, cái dạ, tượng đài xây dựng Hoàng Sa cho cộng đồng người Việt, thì hai quý vị suy nghĩ có những cái suy nghĩ gì và có những cái tưởng gì? Cái nghị sự của cái hội đại hội Cửu Long đã đề nghị để mà xây một cái đài tài tưởng niệm những người chiến sĩ hy sinh ở trong cái trận chiến ở Hoàng Sa đó, đã được đem tới cái hội đồng nghị viện thành phố bữa họp hôm đó. Nhưng bữa họp hôm đó đã được bị dời lại tới 5, thay vì 7 giờ tối, dời lại tới 5 giờ chiều. Thì một số người đó không có tới được, người ta muốn tới để mà người ta phát biểu ý kiến về cái vấn đề đó, nhưng mà người ta không tới được. Cho nên khi mà cái nghị sự được đưa ra, tôi không thấy ai mà, hình như cái hội đồng nghị viện thành phố không có ai đứng lên để mà phản đối về cái vấn đề đó hết. Và cái nghị sự đó được quyết định là 5-0, là có thể chấp nhận để mà cho xây một cái đài tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Sa ở trong cái chiến sĩ Bình Định. Thế thì bây giờ, đến bây giờ thành phố đã chuẩn chi cái việc quyết định đó hay là có gì thay đổi không thưa nghị viên Tài Đỗ? Dạ, cái đó đã được chấp nhận rồi, không có gì thay đổi hết đó. Nhưng mà có những người ta tới, cư dân của thành phố, người ta tới, người ta phản đối, người ta nói trong những lúc mà phát biểu ý kiến của công cộng đó, thì người ta phản đối, người ta đem đến rất là nhiều vấn đề. Thì một số người trong hội Cửu Long cũng vậy. Thì tôi là người dân cử, tôi phải nghe bên hai bên hết. Cho nên khi mà ta phản đối, tôi phải ngồi phải nghe lại những gì ta nói có cái đúng hay không. Chứ không thể nào mà bác bỏ họ được. Nghị viên có thể tóm tắt cái sự phản đối của họ như thế nào thưa nghị viên? Họ phản đối, họ nói cái trận chiến Hoàng Sa không phải ở trong Việt Nam, nó không thể nào tính là trận chiến của Việt Nam hết. Tại đó lý do tại sao quân đội Mỹ lúc đó không có nhảy vô. Rồi họ nói là những cái đài tưởng niệm Hoàng Sa là cái chỗ chỉ dành cho những cái người cho những người mà trong chiến tranh Việt Nam đã cái đài tưởng niệm Việt Mỹ, chiến sĩ Việt Mỹ đó, chứ không có nên để những cái đài tưởng niệm khác vô. Rồi mốt mà bây giờ là Hải quân Việt Nam muốn cái rồi mốt rồi không quân rồi Marine mỗi một mà binh chủng muốn một cái nữa thì nó rất là phiền phức. Thế luật sư nghĩ sao thưa luật sư? Như vậy, nếu tôi là người đại diện cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam thì tôi thấy nếu một cái dự án mà thực hiện được, có thể làm được, họ tự tài trợ được thì tôi hỗ trợ cho họ. Đương nhiên nếu mà có để các dân cư phản đối, tôi sẽ nghĩ là không bao giờ thực hiện được ngay cả cái đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ ngay tại đây. Nếu mà đi qua tất cả dân cư để ý, họ không thực hiện được. Chứ nếu mà để cho dân cư góp ý tất cả mọi thứ, mình sẽ cũng không bao giờ thực hiện được cái nghị quyết vinh danh lá cờ vàng mặt rực đỏ hay là nghị quyết cấm cản cái viên chức cộng sản Việt Nam. So, miễn là cái dự luật này thực hiện đúng nguyên tắc, thông báo đầy đủ cho tất cả mọi người đã thông báo, mọi người đã đến nơi trình bày, luật lệ chỉ còn lại như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái dự luật mà tu chính đạo đức này thông qua, rất có thể là cái dự án này cũng không được thông qua nữa. Tại vì cứ mở đường cho tất cả mọi người cứ trình bày như vậy thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Mà chưa nói chuyện nếu mà dự luật đạo đức được thông qua đó, họ sẽ có dư thời gian và không gian để mà lật ngược lại hay là xét lại tất cả những cái thành quả của cộng đồng Việt Nam trong thời gian qua. Cho nên cái dự án thì sẽ được đặt chuyển xa. Tôi nghĩ tôi không phải là người chỉ... đương nhiên các nghị viên họ phải nói là họ phải nghe lời hết tất cả mọi người, đúng, lúc nào họ cũng nói như vậy, nhưng mà thực tâm của những người quan tâm đến cộng đồng Việt Nam, họ phải nghĩ cái gì là hợp lý, hợp lệ mà
có lợi cho cộng đồng Việt Nam, họ sẵn sàng họ làm. Tất cả mọi người kia đều có cái quyền góp ý, đồng ý của họ, và họ được thông báo họ không đến góp ý của họ, đó là chuyện của họ, mình không thể nào ngồi tội nghiệp cho họ được. Được. Những cái người mà họ không muốn có cộng đồng Việt Nam thành công bất cứ một vấn đề gì, chứ không phải riêng là cái dự án của Hoàng Sa. Nếu quý vị thấy cái gì họ phản đối là cái gì, họ gì cái Hoàng Sa người lính chết ở Hoàng Sa không phải là cử người của chuyện chiến Việt Nam, họ những người chết ngoài biển, họ những người cái đài này nó không nên xây ở cái này, họ nên xây ở cái sân chơi ở cái công viên Liberty Park ở bên kia đường. Tôi nghĩ những cái lập luận không phải là những người bình thường mà họ chỉ mục tiêu là chống đối lại cộng đồng Việt Nam nên đó là quan điểm của tôi. Vâng, thưa luật sư, cảm ơn luật sư. Thế thì nghị viên tài độ vừa nghe lời luật sư Nguyễn Quốc Linh trình bày như vậy, thì luật sư nghĩ cái vấn đề mỗi một vị dân cử trong khu vực phải có bổn phận lắng nghe, chứ không phải là nói tôi người Việt, tôi chỉ muốn chỉ làm cho người Việt, tôi đồng ý hoàn toàn với cái quan điểm đó. Nhưng bên cạnh đó thì những người muốn nói sao, đó là cái quyền của họ. Nhưng trở lại vấn đề, nếu tất cả các cư dân ở trong khu vực họ phản kháng, vì lý do gì họ phản kháng? Thưa, họ nói rằng cái này không liên hệ đến chiến tranh Việt Nam, nhưng mà cái vấn đề pháp lý thì như thế nào? Thì họ, cái điều mà họ nói là họ phản đối nhiều nhất là họ không có được thông báo để biết trước, để có thì giờ tới để mà phản đối, phải nói những gì họ muốn nói với hội đồng nghị viện thành phố. Thì trong cái vấn đề pháp lý thì họ có đưa ra những cái nó giống như là bà Marjorie Rice, bà là cái người mà giúp đỡ để làm ra cái công viên này. Thì trong đó, trong pháp lý đó, tôi chưa có rõ là phải học hỏi thêm nữa, tại vì nó nói là nếu mà cứ để những người khác vào xây vô đó, cái đất thành phố phải trả cái tiền đất lại cho một cái Nhưng mà nếu quý vị nghĩ rằng cái thành phố phải trả tiền đất mà mang lại cái lợi ích chung cho cái đa số của những người cư dân ở trong thành phố Westminster, thì quý vị cũng nên, bây giờ thì chưa có gạo thì chưa có thể nói chuyện nấu cơm được, nhưng mà chúng ta dựa vào những cái căn bản pháp lý để chúng ta nói chuyện, chứ còn chúng ta không dựa vào trên cái nguyên tắc vì cộng đồng người Việt chúng ta phải làm như vậy, vì cộng đồng tôi là người Mỹ tôi phải làm như vậy. Cái quốc gia này không phải là quốc gia kỳ thị cho một cái người dân ở đâu. Chúng ta, we are the American. Đúng rồi. We do the best thing for những người dân Hoa Kỳ ở đây. Bởi thế đó là cái điều mà chúng tôi hỏi lại một lần nữa. Hoàng Sa, cái tượng đài Hoàng Sa là cái niềm mong muốn của gần 50% cư dân ở trong thành phố Westminster. Tôi thì có thể nói như vậy. Nhưng mà nếu quý vị thấy vấn đề pháp lý không có trở ngại, thì không có lý do gì để người quý vị nêu lên là ô, người dân này nói nọ, quý vị không thể giải quyết như vậy được. Đó là theo ý nghĩa của tôi thôi. Tôi muốn đến chính là đây không phải, tôi không muốn nói là người Việt Nam phải làm cho người Việt Nam. Tôi chỉ muốn nói rằng người Việt Nam mà có cái tâm niệm của mình, để ý đến cái quan điểm của người Việt Nam, và tất cả mọi chuyện làm luật lệ, thông báo đầy đủ, phổ biến đầy đủ, tất cả mọi người đều biết hết. Bây giờ họ không đến hay là họ đến trễ, bây giờ họ nói ô cho tôi có cơ hội, quá giờ rồi. Cái nguyên tắc luật lệ, tôi không nói rằng người không phải người Việt thì mặc kệ, họ không lắng nghe, họ lắng nghe, nhưng mà nói hey, tất cả luật lệ nó vẫn theo luật lệ, thì có là chuyện chính đáng thôi. Cảm ơn luật sư, cảm ơn nghị viên tại độ. Thì đó là cái chuyện của Hoàng Tượng Đài Hoàng Sa. Nhưng đến bây giờ một cái sự việc cũng không có thể nói nhiều người để ý đến. Chúng tôi muốn hỏi luật sư trước tiên. Luật sư là vị dân cử. Nếu một trong những vị, hai vị dân cử có thể nói chưa có nhiều cái quan hệ về con cái của họ như thế nào, luật sư bổ nhiệm cho con tôi và tôi bổ nhiệm cho con luật sư, luật sư nghĩ như thế nào? Cái nhận định chung của một vị luật sư đã làm việc rất nhiều, thì luật sư nghĩ cái hình ảnh đó như thế nào? Cá nhân tôi nghĩ cái chuyện nó không có tốt, nó không có phản ánh được cái sự công minh ở ngoài. Vâng. Nhưng mà vì đó không có cấm, tại vì vợ tôi cũng đã từng phục vụ trong cái hội tình nguyện cố vấn cho phụ huynh ở trong học khu, cái đó không có gì là sai. Thưa luật sư, hoàn toàn cái đó là không gì sai. Tất cả cái hội của cái community service của thành phố Westminster, nói nó nhắc đến cái vị nghị viên của thành phố Westminster, nó cũng là cái hội tình nguyện thôi. Thành ra tất cả cư dân đều có cái thể, đều có tình nguyện, và các nghị viên không được... Thưa nghị viên, thưa người luật sư, nghị viên là người đại diện cho tất cả những cái cư dân và được sự tín nhiệm của cư dân, cử tri ở trong khu vực thành phố. Bởi thế tất cả nghị viên nên làm việc vì quyền lợi của những cư dân ở trong đó, chứ chúng ta không nói đến chuyện đúng cảm. Nếu nói quyền lợi thì trong trường hợp này các nghị viên, hai nghị viên này nghĩ rằng kiếm người trẻ có thể mới cộng đồng, có thể mà dấn thân phục vụ này, họ kiếm người tình nguyện, họ thấy con của họ có khả năng, có điều kiện hơn hẳn những người trẻ khác, họ chọn lựa. Cái đó là chuyện rất là bình thường. Vâng, cái chuyện... Tôi không thấy là tự nhiên mình đi mình kỳ thị con của mình. Không. Tại vì cái luật lệ cho phép chọn lựa bất cứ người nào mà không ai bây giờ phản nhưng đối. Nhưng mà cá nhân người luật sư, khi luật sư thấy hai nghị viên, một người này bổ nhiệm con người này và người này bổ nhiệm lại con người kia, thì luật sư nghĩ như thế nào? Thấy nó hơi lạ thôi. Hơi lạ thôi. Vâng. Hơi lạ thôi, nhưng mà cái đó không có gì phạm luật hay không, cái đó không, chúng tôi không nói đến phạm luật, chúng tôi nói đến vấn đề là... Tôi không có nói là cái đó chuyện...
bình thường. Tốt đẹp. Tôi không có nói như vậy. Tôi chỉ nói nhưng mà có trong thẩm quyền của họ và cái luật lệ thành phố cho. Cái đó thì ai cũng biết luật sư. Yes. Cái đó ai cũng biết. Nghĩa là nói tóm lại luật sư thấy cái sự con ông này bổ nhiệm cho con bà kia bổ nhiệm lại cho con ông này, đó là sự bình thường. Vì có thể nói là thế tôi hỏi luật sư lại một lần nữa, thế tại sao tôi không bổ nhiệm con tôi mà phải chờ đến người khác bổ nhiệm con tôi và bổ nhiệm tráo qua tráo lại như vậy để làm gì? Khi mình thấy con mình làm được, bổ nhiệm con mình đi. Họ nghĩ cái đó là tiện lợi cho chuyện của họ, là cái chuyện tức cái thẩm quyền của người nghiệp viên họ muốn làm cái đó. Tôi nói cái đó thẩm quyền hoàn toàn. Nhưng ví dụ như tôi được phép xin 30 đồng refund của cái gì đó, cái tên hả? Tôi hơi mắc cỡ, nói tôi đến em tôi mà xin refund của cái tiền này thì đúng, tôi không muốn để tên của tôi là luật sư đi xin refund 20 đồng. Tôi không muốn làm như tôi cái, để cái... em của tôi thôi, mày xin cái này ta để tên kỳ lắm. Nhưng yes, tôi có cái thẩm quyền đó, tôi có thể chọn lựa hợp pháp dùng cái đó không thưa sao luật sư, thì tôi là... Một lần nữa tôi hoàn toàn nói vấn đề bổ nhiệm là hoàn toàn hợp pháp, không có ai được có quyền nói gì hết. Nhưng mà chúng tôi chỉ hỏi cái cảm nhận của mỗi người thì luật sư cảm thấy không có bình thường. Và tôi thì tôi lại hỏi lại, thế tại sao mình không bổ nhiệm con mình mà phải chờ người khác bổ nhiệm con mình, rồi lại mình lại bổ nhiệm cái người mà bổ nhiệm con mình? Thì cái đó đối với tôi lại quá bình thường đi, quá bất bình thường đi, và nó quá trơ trẽn đi. Tôi có quyền nhận định như vậy. Thế luật anh là nghị viên tài độ, anh là cái người bổ nhiệm nhiều, thì anh thấy như thế nào? Tôi thấy nó rất là lạ kỳ, thấy không? Thứ nhất là không có, ngay khi mà tôi bỏ phiếu để mà chấp nhận con của bà Kimberly Hall vô trong cái quỹ ban planning đó, thì tôi cũng không biết là đó ông Weston Seat là con của bà nữa. Và khoảng mấy tháng sau người ta nói cho tôi mới biết được. Nhưng cái vấn đề nhiều người nói đó, nó không có sai luật là mình làm được. Mình phải nhớ là luật là được lập ra là một nhóm người của một thành phố, một tiểu bang, một đất nước, một nhóm người đã lập ra để cho họ quản lý cái hành động của họ một hàng ngày. Ngày xưa đó người da trắng có thể được quyền làm chủ người nô lệ da đen, đó cũng là luật vậy. Nhưng mà có nghĩa là luật là đúng ha? Không phải, luật không phải là không phải lúc nào cũng là đúng đạo đức hết á. Không ai cấm mình không có được cà chớ với nhau, nói chuyện xấu với nhau, không có lịch sự với nhau. Cái đó đâu có ai cấm đâu, không có đúng luật, nhưng mà cái đó nó không có đúng với đạo đức. Bởi vậy nói đạo dùng cái lý lẽ là nó không có trái luật thì tôi làm được. Đó là cái điều mà cái gọi là cái thất bại của cái hành chính của cái thành phố Westminster biết bao nhiêu năm nay. Con ông cháu cha hay con của mình cứ đem vô không có cái gì mà rõ ràng minh bạch hết trơn đó. Đó, nghe bà Margie White ngày xưa bà bầu con bà, nhưng bà có đủ can đảm mà nói tôi bầu con tôi. Ok, nhiều người đứng lên chống đối, không? Nhưng mà cái điều này nó xảy ra là không dám bầu con mình thẳng mà để người khác bầu con mình lên. Cái điều đó cái điều tôi cảm thấy nó không có rõ ràng minh bạch. Vâng. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là tại thành phố Westminster. Sở dĩ chúng tôi mời hai vị lên vì quý vị đã biết luật sư Nguyễn Phước Lân là một trong những vị luật sư có thể nói đã làm việc với chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Và chúng tôi cũng tín nhiệm luật sư ở trong những cái cương vị có thể nói là vị dân cử lâu năm ở đây, cũng giống như luật sư Tài Đỗ là một trong những nghị viên của thành phố Westminster mà đài của chúng tôi lại đặt ở trụ sở thành phố Westminster. Chúng tôi cảm ơn tất cả những sự cộng tác của thành phố Westminster với cơ quan truyền thông của chúng tôi. Bởi thế hôm nay chúng tôi xem vấn đề Westminster là vấn đề của chúng tôi luôn, thành chúng tôi mời hai vị và hy vọng tất cả những cái sự trình bày của hai vị dân cử ở đây sẽ phần nào thỏa mãn cái tính gọi là muốn nói là hiếu kỳ quý vị xem sự sinh hoạt của thành phố như thế nào, nhưng quý vị là người quyết định và nhận xét như thế nào qua những cái sự kiện mà quý vị gặp gỡ sáng nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua Thời sự Thế giới. Xin cảm ơn sự Nguyễn Quốc Lân cũng giống như nghị viên tài độ đến với chương trình của chúng tôi sáng nay. Xin kính chào quý vị.